kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam, và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hưởng ứng lời kêu gọi từ quê hương, kiều bào miền Tây nước Mỹ thể hiện tinh thần đoàn kết, ủng hộ công tác phòng chống dịch trong nước. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài chung tay đóng góp cho quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19. Câu chuyện xúc động về em bé 3 tuổi, bệnh nhân ung thư võng mạc sau khi hoàn thành cách ly 28 ngày tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Và sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 6, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia thời gian qua đã nhận được nhiều thông tin về việc công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia để làm việc trong các sòng bài, cá độ, xổ số hoặc là cơ sở game online, hoạt động lôi kéo đưa người Việt Nam sang Campuchia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, có sự tham gia của cá nhân người Việt Nam và Campuchia. Trên cơ sở tin báo của các nạn nhân, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã khẩn trương liên hệ, đề nghị cơ quan chức năng của Campuchia tiến hành giải cứu và hỗ trợ được một số nạn nhân về nước. Tuy nhiên, thì tình trạng trên vẫn diễn biến phức tạp và chưa thực sự được giải quyết triệt để. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia khuyến nghị mọi công dân cảnh giác với các mối quan hệ qua mạng xã hội, hứa hẹn công việc có thu nhập cao, cá nhân hoạt động tuyển dụng lao động trên mạng xã hội không có địa chỉ hoặc là tư cách pháp nhân ở Việt Nam, tổ chức nhập cảnh Campuchia bất hợp pháp, từ chối mọi sự giúp đỡ về tiền bạc, lợi ích vật chất của người khác, nhất là những người lạ, người không thân quen, tuyên truyền, cảnh báo cho những người xung quanh về thủ đoạn của tội phạm buôn bán người. Trường hợp cần hỗ trợ hoặc là cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm buôn bán người tại Campuchia, bà con có thể liên hệ với số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Hưởng ứng lời kêu gọi từ quê hương, nhiều bà con người Việt tại Mỹ đã tiếp tục thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mong muốn đóng góp ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Trước tình hình đó, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố San Francisco đã tổ chức lễ tiếp nhận đợt 1 số tiền đóng góp của bà con ở các bang miền Tây nước Mỹ, ghi nhận của phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Tại buổi lễ, bên cạnh trực tiếp trao số tiền quyên góp được trong đợt đầu cho Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố San Francisco, đại diện một số hội đoàn, doanh nghiệp và các cá nhân Việt Kiều ở bờ Tây nước Mỹ đã đánh giá cao sáng kiến thành lập quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ Việt Nam. Việc chính phủ thành lập cái quỹ về vấn đề COVID-19, vaccine COVID-19 thì chúng tôi thấy rằng rất là đúng đắn. Và phải thấy rằng hầu như tất cả bà con ở nước ngoài hướng về quê hương đất nước mình cũng rất là quan tâm và ủng hộ. Một cây làm chặt nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Thì đây là một cái dịp thật sự không phải cho đất nước mình, không phải cho người dân mình không đâu. Mà đây là một cái chiến lược cho toàn thế giới, cho toàn nhân loại. Thì tôi rất ủng hộ. Trong chưa đầy 2 ngày phát động, tổng số tiền Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố San Francisco tiếp nhận được trong đợt này đã lên tới hơn 55.000 đô la Mỹ. Dù bà con người Việt ở đây đã và vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Có thể nói rằng là điều đó nó thể hiện một cái tấm lòng tương thân tương ái. Nó thể hiện rằng là cái tinh thần đoàn kết mà nó luôn có sẵn ở trong lòng kiều bào ta. Hay nói đúng hơn, đó chính là truyền thống yêu nước của nhân dân Việt Nam chúng ta. Đây là lần thứ 3 trong vòng hơn 1 năm qua, cộng đồng người Việt tại khu vực bờ Tây Hoa Kỳ đóng góp ủng hộ đồng bào trong nước. Trong các đợt tháng 4 và tháng 11 2020, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco đã tiếp nhận chuyển về quỹ phòng chống dịch COVID-19 và quỹ cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung tổng số tiền lên tới gần 500.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 12 tỷ đồng Việt Nam. Cũng nhằm hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã phát động sinh viên Việt Nam trên toàn Hàn Quốc cùng chung tay ủng hộ quỹ này, ghi nhận tại Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Hàn Nam, thành phố Daejeon, Hàn Quốc. 5 giờ 30 phút chiều, ngay sau khi kết thúc buổi học trên lớp, anh Nguyễn Tùng Lâm, Chi hội trưởng Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hàn Nam đã tập hợp các thành viên trong hội để cùng triển khai chương trình
phát động ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19. Ngay khi nhận được thông tin từ Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc thì chúng tôi là thành viên của Hội sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Hàn Nam đã liên lạc với nhau và thống nhất sẽ tổ chức một buổi gọi là phát động kêu gọi quyên góp cho quỹ vaccine phòng COVID-19. Thì chúng tôi luôn theo dõi tin tức và thấy rất là cảm động khi từ em bé đến các cụ già đều đóng góp một phần để chống dịch. Thì cá nhân tôi thấy chúng tôi cần có trách nhiệm với đất nước và đồng lòng đoàn kết cùng người dân ở Việt Nam chống dịch. Mặc dù tình hình COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến rất là phức tạp, tuy nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng vào công tác phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ Việt Nam. Và với tư cách là Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, tôi đã kêu gọi toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại đây cùng nhau tham gia đóng góp và ủng hộ quỹ để một phần nào đó giúp cho Việt Nam chúng ta cùng vượt qua đại dịch. Và chúng tôi, những người con xa xứ, luôn luôn hướng về và ủng hộ Tổ quốc. Ngay sau khi phát động, nhiều sinh viên Việt Nam tại trường đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia ủng hộ quỹ. Là một người con mang dòng máu Việt Nam thì khi mà nghe tin ở Việt Nam bị bùng phát dịch lần thứ tư thì hầu hết như là ai cũng đều rất là lo lắng. Nhưng mà khi mà nghe tin là có sự kêu gọi ủng hộ quyên góp thì chúng tôi và bản thân tôi đã quyết định là sẽ tham gia chương trình này. Tôi cũng hy vọng rằng với một chút đóng góp nhỏ của tôi thì sẽ một phần nào đó ủng hộ được cho công cuộc phòng chống Covid. Sau khi nghe được lời kêu gọi của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc thành lập quỹ vaccine COVID-19 thì tôi cảm thấy đây là một chủ trương rất là đúng đắn và cần thiết trong thời điểm hiện tại. Nó thể hiện được cái tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam ta từ xưa đến nay. Tôi mong rằng sau khi nghe được lời kêu gọi này thì chúng ta dù đang sinh sống tại Việt Nam hay sinh sống tại nước ngoài thì hãy cùng nhau góp một chút gì đó để có thể giúp Việt Nam ta vượt qua được cái thời kỳ dịch bệnh khó khăn như thế này. Không chỉ phát động tại các chi hội sinh viên, hoạt động ý nghĩa này còn được lan tỏa tới các hội đoàn của người Việt tại Hàn Quốc. Đầu tuần qua, đại diện Hội Từ thiện Việt Nam tại Hàn Quốc đã trao số tiền 20 triệu đồng cho đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 9 tháng 6, tại thủ đô Maputo, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng, cán bộ Đại sứ quán, các chuyên gia và đông đảo đại diện lãnh đạo cán bộ công ty Movitel và các doanh nghiệp người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây. Ngay trong sáng ngày 9 tháng 6, số tiền quyên góp được tại lễ phát động ở trụ sở Đại sứ quán đã là trên 90 triệu Việt Nam đồng. Đợt quyên góp này sẽ kéo dài tới ngày 19 tháng 6 trước khi Đại sứ quán gửi về Bộ Ngoại giao và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chuyển tới Quỹ phòng chống COVID-19. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lê Huy Hoàng đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc ra mắt Quỹ phòng chống vaccine vừa qua và kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique tích cực hưởng ứng, chung tay cùng với toàn thể người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, đóng góp cho quỹ, góp phần triển khai chiến lược tiêm chủng đại trà vaccine, thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế. Cùng với đó, ngày 10 tháng 6 tại thủ đô Viên Chăn, Lào, tập đoàn Phong Sáp Thạ Vi đã trao cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào 1 triệu đô la Mỹ gồm tiền mặt và vật tư y tế ủng hộ cho quỹ phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Trân trọng đón nhận tấm lòng và tình cảm của cán bộ nhân viên tập đoàn Phong Sáp Thạ Vi, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Báu Hùng khẳng định sẽ ngay lập tức chuyển 500.000 đô la Mỹ tiền mặt về quỹ phòng chống COVID của chính phủ Việt Nam và phối hợp để toàn bộ vật tư y tế mà tập đoàn trao tặng về Việt Nam một cách thuận lợi. Đại sứ cho biết, nhiều cơ quan doanh nghiệp của Lào cũng đã tới đại sứ quán ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 của chính phủ. Đây là lần đầu tiên cán bộ nhân viên tập đoàn Phong Sáp Thạ Vi quyên góp ủng hộ chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19. Mong Việt Nam sẽ nhanh chóng kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Đại diện tập đoàn Phong Sáp Thạ Vi khẳng định, tập đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID với mong muốn góp phần vun đắp và tiếp nối truyền thống đoàn kết, kề vai sát cánh trong lúc khó khăn hoạn nạn giữa hai đất nước. Chiều ngày 10 tháng 6 tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19 từ đại diện một số doanh nghiệp. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu
đã đại diện tiếp nhận số tiền 50 triệu đồng ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19, 500 chai nước xịt khoáng trị giá 100 triệu đồng, cùng 5.040 chai nước điện giải trị giá 126 triệu đồng, hỗ trợ các y bác sĩ tuyến đầu tại Bắc Giang, Bắc Ninh do quỹ Steve Bùi & Friends, công ty Phương Long Nhiên Vũng Tàu và công ty Cosmos Japan Creation JSC trao tặng. Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đã cảm ơn những đóng góp thiết thực này và khẳng định Ủy ban sẽ sớm chuyển tiền và hiện vật trực tiếp về Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 và các y bác sĩ ở tuyến đầu vùng dịch. Đại diện các đơn vị ủng hộ, ông Steve Bùi, kiều bào tại Nhật Bản, Chủ tịch Tập đoàn Tư vấn và Đầu tư Tài chính Delta ENC, Chủ tịch của Quỹ Steve Bùi & Friends cho biết món quà giá trị tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những người con sống xa quê hương, mong muốn được chia sẻ với bà con trong nước và qua đó mong muốn bà con ta ở nước ngoài tiếp tục có những hoạt động tích cực, lan tỏa cùng chia sẻ với quê hương mình. Thời gian qua, ông Steve Bùi đã kết nối và tài trợ nhiều hoạt động ý nghĩa như xây cầu giao thông nông thôn, tặng nhà tình nghĩa, mổ mắt miễn phí cho người dân một số địa phương. Thưa quý vị, đây là hình ảnh mang lại nhiều cảm xúc trong những ngày vừa qua trên mạng xã hội. Ít nhất là hơn 2 triệu lượt đã bấm nút thích với clip này về cậu bé. Em bé này là ai? Em là Lò Bảo Duy, Bảo Huy, 3 tuổi, bệnh nhân ung thư võng mạc. Sau khi hoàn thành cách ly 28 ngày tại Bệnh viện Ca Cơ sở Tân Triều, hai bố con đã về nhà riêng tại xã Triềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để tiếp tục cách ly tại nhà. Bây giờ thì chúng ta sẽ biết nhiều hơn về câu chuyện của em qua lời kể của chính người đã quay clip này. Bảo Huy, 3 tuổi, 11kg. Con bị ung thư võng mạc. Ở Viện Ca Tân Triều, con đã trải qua 5 lần truyền hóa chất. Hoàn thành 28 ngày cách ly tại bệnh viện, Huy và bố trở về quê nhà ở Sơn La. Bệnh viện chuẩn bị xe, cử cả điều dưỡng để chở Huy và một số bệnh nhân khác. Tôi là điều dưỡng, được bệnh viện phân công đưa bé về địa phương. Bé là một trong hàng trăm chuyến xe bệnh viện tổ chức. Tuy rất là xa xôi nhưng mà ai nấy đều được về nhà an toàn, chấp hành đầy đủ phòng chống Covid-19. Trên xe bé khá là ngộ nghĩnh, bé nhìn ra ngoài đường suy nghĩ cứ như kiểu là một người trưởng thành. Tuy bé mới 3 tuổi thôi, bé phải chống chọi với cả bệnh ung thư. Ở trong đợt dịch Covid này bé vẫn chấp hành đầy đủ. Cháu về tới nhà thì vui lắm. Gia đình Huy rất khó khăn, bố mẹ làm nương rẫy. Bây giờ chỉ có mẹ và chị gái ở nhà xoay sở. Huy và bố thì xác định gắn với bệnh viện. Tiền vay mượn chữa bệnh cho con đã nợ hơn 30 triệu đồng. Nhưng làm cha mẹ, dù có tốn kém bao nhiêu thì nhất định vẫn phải chạy chữa cho con. Bố rất là buồn. Hai vợ chồng lấy nhau được 4-5 năm cố gắng mới sinh ra được cháu. Thì bây giờ thì mới biết là cháu bị mắc bệnh hiểm nghèo. Thì mình cũng biết là cái bệnh này nó rất là nguy hiểm. Có thể sẽ không chữa khỏi, nhưng mình cũng phải chạy chữa đến cùng thôi. Thì mình thương con lắm chứ. Huy bé bỏng, mới bắt đầu hành trình của cuộc đời, đã gặp sóng gió. Nhưng dù thế nào, con vẫn đang tiến về phía trước. Vâng, một hình ảnh vừa yêu mà cũng vừa thương. Cũng xin được nói thêm là hiện có gần 7.000 trẻ em ở 26 tỉnh thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh. Số lượng trẻ em điều trị COVID-19 và trẻ em phải cách ly sẽ tiếp tục tăng. Và để đảm bảo nguồn lực hỗ trợ trẻ em vượt qua đại dịch, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã mở cuộc vận động kêu gọi các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế quan tâm hỗ trợ tài chính, công sức, hiện vật cho trẻ em trong vùng dịch. Số tiền hàng hóa vận động được sẽ được tổng hợp thông tin hàng tuần trên website của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và báo cáo kết quả tiếp nhận sự ủng hộ và vào ngày 15 tháng 1 năm 2022 đến các đơn vị cá nhân hỗ trợ thông qua quỹ. Và đến đây thì bản tin Người Việt 4 phương của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go về điện thoại từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.